đi đau bụng quá ta. Đây có thể là một trong những câu hỏi chứng ruột kích thích nếu xuất hiện những cơn liên tục. Tục cưng ơi, đi học không có đứng nổi luôn á, đau dạ dày thiệt anh em, má đau dạ dày thiệt luôn á. Có phải thỉnh thoảng nó quặn một cái đúng không, khi nào mình thở một cái là nó quặn một cái? Ừ đúng rồi đó, thừa đúng không? Ba đo à. Anh còn bấm vô cái đường tắt này, khóa khóa bà nội anh nhắc quá. Nhất 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 không biết gần đây có cho massage nào không đâu. Má nhức quá. Này, thầy hỏi chất gây nghiện là gì? Em bảo nụ cười của anh. Ghét ra. Người ta bảo chất gây nghiện là gì? Đọc trả lời đó là khi lọc đánh JC. Má mỗi lần nói rằng cái là cái bụng của lọc nó quặn lại cái nào. Rồi má lại cảm giác lại coi, lại cảm giác lại coi chưa nha. Đau đau quá, nhức quá. Anh em cho mình hỏi đau chân giữa quá là bị gì vậy? Vừa đi chân gâu về giải cái mỏ đó quá. Sao quy hụt quá vậy trời. Ai à, chắc là bị nhịn ăn hay sao á nè. Má nhức quá, nhức quá nè. Ai à, má giờ nói cái là phải cử động, mà cử động cái nó thốn phải đấy. Rồi đánh sức bọt đó nè, làm tưởng đi đâu không à.
Nó có cái gờ ai à, à. Nó có cái gờ đợi. Anh có cái gờ anh đợi. Má tính ra nó có cái gờ nó đợi. Ai à, đợi mình đánh xong nó vô nó chơi. Nó hôi cái chủ. Zeros is gonna put the hammer down. Ning does not get caught by the cocoon though. Here comes Suhao. Now the Shy is gonna try to turn this around. He transforms into that cannon form. It's a double kill for Fong Fu. Má đến khúc này nó nhất. Thế bình thường chơi game được mấy ngồi thế này khó. Từ lúc Lộc bệnh nó bị đau sao tao thấy kênh nhiều trên trách nhiều bác sĩ quá không mà má má làm nó không được anh em ơi. Má cứ nói cái nói cái là cái cơ cử động cái nó dính vô. Má nó thốn vẻ đái luôn á trời. Ủa sao tép này nó không 31 được vậy ta? Tem giết 31 mạng mà. Sao nó không 31 được ta? Rồi nó kia nó xong đi giết support kìa ghê vậy. Solo kill support luôn kìa. Đại chiến PK kìa. Đại chiến PK kìa. Rồi ghê vậy. Rồi ghê vậy. Rồi tôi đánh đằng sau nè, cho nó thời gian. Cho nó đi. Rồi cho nó thời gian. Nhất quá là không được luôn chứ.
tưởng xe, tưởng gờ của con xe gas là anh đem nó.